Mến chào quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình Văn Lan Q&A, chương trình livestream tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lan trong năm 2022. Và ngày hôm nay chương trình của chúng ta phát sóng vào một ngày rất đặc biệt, ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và xin kính chúc quý nhà báo, quý anh chị phóng viên, biên tập viên, quý thầy cô cũng như các anh chị cựu sinh viên đang làm việc trong lĩnh vực báo chí truyền thông sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một ngành nghề cũng liên quan và gắn liền với nghiệp viết, đó là ngành văn học ứng dụng. Và có mặt tại trường quay ngay bây giờ, Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu ban tư vấn của chúng ta ngày hôm nay. Xin được phép giới thiệu tiến sĩ Hồ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa xã hội và nhân văn trường Đại học Văn Lang. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Và bên cạnh thầy Hùng, Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Lê Thị Gấm, Phó trưởng bộ môn văn học ứng dụng. Xin chào các quý vị, chào các em học sinh. Và ngay bên cạnh Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Đặng Thị Kim Chi, giảng viên ngành văn học ứng dụng. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Quý phụ huynh và các bạn thí sinh thân mến, trường Đại học Văn Lang là trường đại học tại khu vực phía Nam tiên phong đào tạo ngành văn học ứng dụng. Và chúng tôi rất vinh dự khi được đón chào các bạn gia nhập vào ngành văn học ứng dụng của trường Đại học Văn Lang. Và bật mí với cả nhà nha, ngành văn học ứng dụng đã vui mừng chào đón lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2021. Và hiện nay ngành văn học ứng dụng đang được rất là quan tâm bởi các bạn trẻ yêu nghiệp viết. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì hy vọng rằng các thầy cô ban tư vấn sẽ giúp các bạn yêu mến ngành văn học ứng dụng giải đáp thật là nhiều thắc mắc các bạn nha. Bật mí với các bạn thêm một thông tin cũng khá là quan trọng nữa, đó là năm 2022 ngành văn học ứng dụng trường Đại học Văn Lang sẽ có thêm một định hướng mới, đó là ngành định hướng theo hướng sư phạm. Và chúng ta cùng nhau chờ đón xem định hướng này có điều gì thú vị đang chờ đón các bạn nha. Và ngay bây giờ thì các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn cứ để dưới phần bình luận, để lát nữa đây các thầy cô sẽ có thể giúp các bạn giải đáp. Và trước khi giải đáp các thắc mắc của các bạn gửi về chương trình thì em có một số câu hỏi muốn dành cho quý thầy cô. Em xin mời các thầy cô có thể giới thiệu về chương trình đào tạo cũng như là định hướng mới của ngành văn học ứng dụng đang chờ đón các bạn khóa 28 tương lai trong năm nay ạ. Đầu tiên em xin mời thầy Hùng sẽ chia sẻ ạ. Vâng, xin chào quý vị và các em. Tôi nghĩ rằng là các bạn đâu còn háo hức để đón chờ xem những cái thông tin mới. Tôi cũng xin trình bày một số vấn đề ngắn gọn thế này. Tức là cái ngành văn học hiện nay ở nước ta và trên thế giới nó vẫn có hai xu hướng. Tức là một xu hướng thì người ta cảm thấy nó không tân thời như một số ngành học khác. Đấy, nhưng một xu hướng không cưỡng lại được rằng văn học hóa ra là rất cần cho tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Đấy là một điều không thể chối cãi được. Và bởi điều này cũng chính do các nhà quản lý ở các lĩnh vực người ta thừa nhận. Chẳng hạn như cách đây 2 năm thì có một giám đốc của một cái công ty rất lớn. Ông ta đã nói với tôi thế này: nếu thầy đào tạo văn tốt thì bao nhiêu tôi cũng lấy, bao nhiêu chúng tôi cũng tiêu thụ. Đó là một thực tế. Thế thì bây giờ làm sao để có thể khi mà các bạn được đào tạo ra có thể tham gia được vào trong các cái lĩnh vực đó? Đấy là một vấn đề đặt ra mà Đại học Văn Lang của chúng tôi và cái ngành văn của chúng tôi buộc phải suy nghĩ. Và suốt những năm vừa qua chúng tôi đã tích cực tích cóp lại kinh nghiệm của tất cả các môi trường đào tạo trong nước, ngoài nước. Chúng tôi phải tham khảo rất nhiều và tìm hiểu thêm tất cả các cái doanh nghiệp ở các lĩnh vực thì mới thấy rằng là bây giờ văn phải đi theo một cái hướng để đáp ứng cho được cái nhu cầu chung của xã hội, tức là một cái hướng mở. Hướng mở có nghĩa là khi học xong lĩnh vực cái ngành này thì các bạn có thể tham gia được hoạt động rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực. Đấy, cái tinh thần chính của cái văn học ứng dụng nó là như vậy. Và vì lý do đó cho nên khi mà cấu tạo chương trình thì chúng tôi buộc phải tính đến làm sao để cho các bạn có một cái nền tảng văn thật tốt, để khi mà các bạn sau khi có trang bị xong những kiến thức cơ bản này thì các bạn có thể đi vào các lĩnh vực rất cụ thể. Thí dụ như hiện nay chúng tôi có lĩnh vực truyền thông, mà chung nữa các bạn sẽ nghe một chuyên gia rất giỏi của chúng tôi về lĩnh vực truyền thông. Và rồi các bạn có thể truyền thông đi vào lĩnh vực nghệ thuật, và đây cũng là một lĩnh vực mà hiện nay giới trẻ rất yêu thích, tôi biết mà.
chúng tôi nắm rất kỹ về tình hình này, thì chúng ta sẽ nghe một chuyên gia khác nói. Và như là bạn vừa mới giới thiệu xong là ngành văn năm nay sẽ mở thêm một hướng đào tạo nữa, đấy là sư phạm. Thì tôi cũng xin nói cái này hoàn toàn không phải do cái ý muốn của chúng tôi, mà cái này là xuất phát từ một cái nghị định của Bộ Giáo dục. Thì cái xu hướng của Bộ Giáo dục hiện nay, người ta vẫn đi theo một số nước tiên tiến, tức là không nhất thiết anh phải học cái trường đào tạo chính quy sư phạm thì mới đi dạy, mà người ta có thể học tất cả các ngành khác, nhưng sau đó anh sẽ bổ túc thêm một chương trình nghiệp vụ sư phạm, và sau đó thì chúng ta vẫn được, sinh viên vẫn được cung cấp một chứng chỉ sư phạm và tương đương giống như bằng đại học sư phạm, và các bạn có thể đi dạy. Cho nên xuất phát từ cái nhu cầu thực có đó của xã hội, cho nên chúng tôi mới tiến hành là đào tạo theo hai hướng. Và vì vậy cho nên hai hướng là một cái bài toán rất khó với chúng tôi. Thế thì cái nền tảng nào để cho các bạn sau này đi theo một cái hướng truyền thông nghệ thuật, và một hướng nào là đi theo sư phạm, thì chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ. Đó là sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một thì phải học như thế nào lấy nền tảng là văn. Nhưng chỗ này tôi cũng xin nói thêm với các bạn là các bạn đôi khi chỉ quen nhìn rằng là văn chương là chỉ đi vào những tác phẩm, những tác giả mà có vẻ không xa lạ gì ở môi trường phổ thông, đúng chưa? Nhưng tôi xin nói thêm rằng là cái gọi là cái kiến thức văn chương để làm nền tảng nó khác với nó đi vào từng tác phẩm cụ thể, mà như các bạn vẫn quan niệm và có thể nó nhàm chán. Thực ra là ở đây nó khác với là cái cách đào tạo của bên sư phạm hoặc là bên Đại học Khoa học Nhân văn đấy. Thì bởi vì thế này, một bên là đào tạo theo cái hướng là sau này chỉ chuyên đi dạy thôi, chứ người ta sẽ đi rất sâu vào tìm hiểu tác phẩm và tác giả. Một bên thì gì là đi sâu vào đến tận cùng các cấu trúc của cái ngành nghề tác phẩm tác giả và các cái nguyên tắc và các cái quy luật sáng tạo, thì cái đó để nghiên cứu. Còn chúng tôi thì chỉ cung cấp một nền tảng văn chương đủ để anh có thể tạo ra một cái nội lực để khi đi vào làm những lĩnh vực truyền thông, anh vẫn có thể gì có những cái nền tảng tốt. Cái chỗ này nó khác với lại cái nghề đi viết thuần túy. Thí dụ một số bạn là rất thích về cái ngành truyền thông, mở cái trường Đại học Văn Lang thì có một ngành rất hot, đấy là ngành PR, quan hệ công chúng. Thì cái đó người ta cung cấp cái kỹ năng thuần túy, viết cái này phải như thế nào, thế kia thế nào. Nhưng chúng tôi phải là để viết cái gì thì chúng tôi phải có một cái nền rất sâu để trên cơ sở đó mới có thể sáng tạo, chứ không phải là bắt chước của người ta. Thì đấy chính là cái cách cấu tạo chương trình mà chúng tôi phải rất dày công suốt bao nhiêu năm nay. Và rất may cái khóa của chúng tôi tốt nghiệp vừa rồi, một số bạn ra phát huy rất tốt. Một số bạn còn ngỡ ngàng, nhưng tôi tin rằng định hướng theo cái con đường này với những cái người mà vẫn yêu thích văn chương, và chắc chắn các bạn sẽ tìm hướng đi trong tương lai của mình. Chứ các bạn không cần phải hỏi vậy thì bây giờ phải học cái này ra làm được cái gì. Tôi xin nói, nếu các bạn học văn tốt, tốt thật đấy, bất cứ vị trí nào, chỗ nào cũng có thể làm được hết cả. Đấy là tinh thần chung của cái chương trình văn học ứng dụng của chúng tôi. Dạ, vâng. Em cảm ơn lời chia sẻ của thầy Hùng ạ. Và tiếp theo lời của thầy Hùng thì em xin phép được mời cô Gấm. Cô sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về cái định hướng khi các bạn chọn theo định hướng sư phạm ạ. Dạ, em nhờ cô. Dạ. Cảm ơn Gia Hân. Hồi nãy thì tiến sĩ Hồ Quốc Hùng, trưởng ngành văn học ứng dụng, đã giới thiệu khái quát với các bạn về định hướng đào tạo của ngành văn học ứng dụng. Ngành văn học ứng dụng ở Đại học Văn Lang thì đến nay là đã có 5 khóa đào tạo và tới đây sẽ là khóa thứ 6. Hiện tại thì đã có một khóa ra trường và chúng tôi rất vui là những em ở khóa đầu tiên ra trường thì các em đã nhanh chóng có việc làm. Hồi và đẹp. Công việc của các em thì là những cái công việc phù hợp với chuyên môn, và đặc biệt là có những em được làm những cái công việc mà các em rất là yêu thích, các em vẫn đang tiếp tục rèn luyện để trau dồi thêm những cái kỹ năng nghề nghiệp của mình, là những cái công việc có liên quan đến cái lĩnh vực đào tạo là văn học ứng dụng. Ví dụ như là các bạn làm cái công việc như là thể hiện ý tưởng hoặc là viết đó, thì những cái công việc của các bạn đều đang là những cái điều mà các bạn yêu thích, các bạn mong muốn, và cái điều đó cũng đem đến cho những người làm công tác đào tạo như chúng tôi một cái niềm vui.
và một cái động lực để tiếp tục xây dựng phát triển cái ngành văn học ứng dụng. Thì mỗi năm chương trình đào tạo của ngành văn học ứng dụng đều được rà soát, đều có những cái điểm đổi mới để nó phù hợp với cái thế hệ sinh viên đấy sau 4 năm ra trường. Và tính đến nay thì ngành văn học ứng dụng đang có những cái đổi mới rất là mạnh mẽ. Trong 4 khóa đào tạo đầu thì ngành văn học ứng dụng đào tạo chuyên về cái hướng là ứng dụng với những cái ngành liên ngành gần với văn học, như là nghệ thuật học này, như là truyền thông báo chí, như là quan hệ công chúng. Và đối với những cái liên ngành gần với văn học này thì chúng tôi định hướng là cái người học văn với cái nền tảng về văn chương thì các bạn sẽ khai thác tốt nhất cái khả năng của cái ngành học, cái tiềm lực của các bạn, ví dụ như là cái khả năng cảm thụ này, cái khả năng lên ý tưởng, một cái kho ý tưởng rất là tuyệt vời mà các bạn được khai thác từ trong văn chương. Và đặc biệt là các bạn có cái thế mạnh, đấy là cái thế mạnh viết, cái kỹ năng của cái người học văn để các bạn được cho rồi. Thì các bạn sẽ vận dụng vào trong những cái liên ngành này, đặc biệt là ở những cái vị trí công việc mà khai thác nhiều, sử dụng nhiều đến những cái kỹ năng, cái năng lực cảm thụ lên ý tưởng và viết, như là trong truyền thông báo chí hay là trong quan hệ công chúng, như là hồi nãy tiến sĩ Hồ Quốc Hùng đã có giới thiệu. Đến năm nay thì như thầy Hùng đã có giới thiệu rồi, tức là ngành văn học sẽ tiếp tục mở ra một cái định hướng đào tạo mới. Hồi nãy thì cái hướng văn học ứng dụng đó là giúp cho các bạn là mở rộng thêm những cái khả năng nghề nghiệp mà cái định hướng của cái thị trường lao động trong tương lai, tức là họ rất là cần những cái nhân sự mà có khả năng lên ý tưởng và viết lách đó. Thì những bạn mà yêu thích công việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, tức là PR, hoặc là những bạn mà yêu thích công việc truyền thông báo chí, những bạn thích cái công việc trong lĩnh vực nghệ thuật như là điện ảnh, sân khấu, ở cái vị trí là biên kịch hay là tham gia thể hiện cái ý tưởng trong cái lĩnh vực sản xuất này, thì ở những cái vị trí đấy là thế mạnh của ngành văn học ứng dụng thì chúng tôi đã tăng cường. Và cái hướng này đó thì vẫn tiếp tục được duy trì, được tiếp tục đào tạo ở cái khóa tuyển sinh tiếp theo. Những năm sau nữa nó sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn. Và năm nay thì sẽ mở ra một cái hướng nữa dành cho những em học sinh mà các bạn có một cái mong muốn, một cái ước mơ, đó là các bạn muốn được làm việc trong lĩnh vực sư phạm. Đó. Thì có thực tế là có rất nhiều bạn học sinh, có rất nhiều gia đình muốn là bạn muốn là bạn sẽ mong muốn được trở thành thầy cô, tức là làm trong lĩnh vực sư phạm, được dạy văn, bởi vì bạn rất là yêu mến văn chương, cái môn văn ở trường phổ thông, và bạn muốn làm lĩnh vực đó. Thì như thầy Hùng đã chia sẻ là trước đây thì chúng ta chưa có điều kiện, ngoài đại học sư phạm ra thì những trường mà không phải đại học sư phạm thì chưa có điều kiện đào tạo trong khoảng 5 năm qua, bởi vì là bộ chưa cho phép. Thì đến năm nay khi mà bộ đã có thông tư hướng dẫn là được đào tạo thì chúng tôi cũng mở ra cái hướng này, và cũng với một cái niềm yêu mến, một cái mong muốn, một cái tâm huyết của những cái người làm đào tạo, đó là luôn luôn là mở ra những cái cơ hội nghề nghiệp cho các em học sinh, những em mà muốn chạm tới cái ước mơ của mình. Thì bây giờ với cái định hướng đào tạo sư phạm thì các em có thể học văn học khoa văn học, ngành văn học ứng dụng ở trường Đại học Văn Lang. Ở đây thì cũng xin nói một chút rằng là sư phạm thì chúng ta cũng hiểu là dạy văn ở trường phổ thông cũng là một hướng ứng dụng văn học vào trong lĩnh vực giáo dục. Đó, thì chúng ta sẽ được học một cái nền tảng cùng với các cái bạn học hướng ứng dụng văn học, đó là cái mảng về văn chương, về nền tảng về ngôn ngữ, nền tảng về văn chương, về văn học đó. Và đến năm 2 thì các bạn bắt đầu là chia ra các cái chuyên ngành. Thì các bạn sẽ các bạn học sư phạm thì chúng ta sẽ học những cái môn về cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục chuyên về giáo dục, chẳng hạn như là giao tiếp sư phạm này, hay là tổ chức hoạt động ở trong trường phổ thông đó, hay là đánh giá trong giáo dục như thế nào.
rồi các bạn sẽ được học các cái môn nghề nghiệp của sư phạm, ví dụ như là các cái phương pháp giảng dạy ngữ văn, phương pháp tiếp nhận văn bản, tạo lập văn bản ở trường phổ thông, rồi cái phương pháp dạy học tích cực ngữ văn, rồi các cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông như thế nào, thì đó là những cái học phần chuyên về sư phạm ngữ văn thì các bạn sẽ được học ở đây. Như vậy thì những cái môn về lý luận phương pháp dạy ngữ văn đấy, thì đó là những cái môn giúp cho chúng ta ứng dụng cái kiến thức văn học mà hồi nãy cô đã nói đấy, văn chương Việt Nam thế giới, chúng ta ứng dụng những cái kiến thức văn học đấy vào việc giảng dạy ở giáo dục học sinh ở cấp dưới cùng với những cái lý luận về phương pháp dạy học đó. Còn những bạn về sư, những bạn về học chọn cái định hướng là ứng dụng văn học thì các bạn sẽ học những cái nhóm môn chuyên về ứng dụng, và ở đây thì chúng tôi tập trung vào ba cái định hướng liên ngành gần nhất với văn học là nghệ thuật học, đặc biệt là điện ảnh, sân khấu, báo chí truyền thông và quan hệ công chúng. Thì cái điểm mới ở cái năm nay, ở cái khóa tuyển sinh 2022 này, tức là ở đây chúng tôi mở thêm một cái hướng đào tạo sư phạm và tất nhiên vẫn duy trì cái hướng ứng dụng văn học. Em cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của cô, và hy vọng là những bạn nào mình có ấp ủ theo định hướng sư phạm thì các bạn có thể hình dung rõ hơn. Vậy còn không biết thì với... Cho tôi nói thêm một câu. Chỗ này nữa là để cho các bạn hiểu rõ thêm, tức là thế này. Là thực ra đây là một cái thời đại nó cái nghề nghiệp đầy biến động. Có thể nay thế này, ngày mai thế khác. Chứ nếu mình mà đào tạo ra không thích ứng được cơ mà, thì rất nguy. Cho nên thế này, có những cái người là có thể là anh chọn nghề, nhưng là trong cái cuộc sống đưa đẩy thế nào cuối cùng là nghề nó chọn mình. Đó là một thực tế. Cho nên rất nhiều bạn, không ít đâu, học sư phạm ra cuối cùng không đi dạy được. Tức không có điều kiện đi dạy. Thế là nhảy sang làm cái việc khác. Và cuối cùng phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Cho nên là chúng tôi là phải đón trước cả cái xu thế thời đại. Vì vậy cho nên là khi mà học rồi thì có thể anh tùy nghi, anh đừng làm cái này mà thấy không được, thế anh có thể nhảy sang cái khác ngay. Thì mà anh không bị hấn, không bị hấn. Thì đó chính là một trong những cái xu thế mà tôi cho rằng là cái hướng đi mà tôi gọi là hướng mở. Đấy, hướng mở hiện nay chúng tôi là cố làm sao là thực hiện cho được cái điều này. Dạ, và với một cái lối học rất là hiện đại như vậy thì hy vọng rằng các bạn khóa 28 tương lai sẽ yêu mến và lựa chọn ngành văn học ứng dụng. Em không biết là đối với định hướng về mảng truyền thông thì sẽ hứa hẹn chờ đón các bạn những điều gì ạ? Em mời cô Chi. Xin chào các bạn. Để nói về những cái ứng dụng của văn chương trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm truyền thông marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng, và cả một cái phần nữa đó là báo chí cũng như là các cái sản phẩm phim sitcom hay là web drama mà các bạn thường xem trên YouTube và một vài nền tảng khác. Thì chắc là cũng xin được nói một chút về cái background của mình, cái nền tảng của mình. Vốn là học sinh học văn ra và có một cái quan điểm cố hữu ở trong nghề này á, trong cái việc học văn á, là cha mẹ rất sợ con cái đi học văn chương, là vì cứ sợ là cái công việc học văn nó sẽ không giúp con cái mình kiếm được thu nhập tốt và từ đó có thể nuôi sống và chăm lo cho cái cuộc sống của bản thân. Thì cũng từ những cái lo lắng đó, khi mà mình chọn đi theo ngành báo chí mà sau này thì chỉ quyết tâm dành hết sự nghiệp của mình cho cái công việc ở mảng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng cáo, thì mình thấy rằng là công việc viết lách nó vẫn đầy cái sức hút, đầy cái nhu cầu từ thị trường. Và một cái nữa là trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và marketing thì cái khối lượng công việc dành cho những người chuyên viết không hề ít một chút nào. Và từ đó thì chúng ta có thu nhập, có công việc thường xuyên và có cái nguồn thu nhập thường xuyên dành cho những cái vị trí như là các nhân viên copyright, các bạn content, làm sáng tạo content cho trang Facebook, TikTok, vân vân. Và từ khía cạnh của những nhà quản lý doanh nghiệp thì thật ra làm gì làm, cuối cùng họ vẫn phải bán sản phẩm, bán dịch vụ. Và cái mà người tiêu dùng đang thiếu chính là thông tin. Nhưng mà chúng ta khó lòng tiếp cận thông tin một cách đơn điệu như trước đây, mà cần phải tiếp cận thông tin một cách nó sáng tạo và dễ gần nhất. Thì bằng cái lối viết của
của văn học, bằng tư duy của văn học. Cái nền tảng của thông tin nó vẫn còn ở đó, nó vẫn phải là những cái thông tin thật sự này, vẫn là thông tin về về sản phẩm, vẫn nói thật nói đúng về sản phẩm, nhưng bằng cái cách thể hiện nó thú vị hơn, nó dễ tiếp cận hơn, nó hài hước hơn, nó vui vẻ hơn, thì cuối cùng chúng ta thấy là chúng ta làm được giúp một việc rất là lớn cho doanh nghiệp, đó là giúp cho họ có được cái thiện cảm của người tiêu dùng và bán được sản phẩm, tiếp cận được sản phẩm với công chúng. Đó thì đó là lý do mà khi suy nghĩ về cái công việc viết văn và những cái ứng dụng của nó cho giới truyền thông, thì mình cũng có một lần mình cũng viết một cái bài nhỏ nhỏ để trình bày rất là nhiều cái điểm chung giữa công việc viết lách văn chương và sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông. Chúng ta sẽ bắt gặp ở hai cái lĩnh vực này ở điểm nào, đó là con người. Con người trong văn chương và con người trong thực tại có rất là nhiều những cái điểm chung, mà đôi khi thay vì đó là chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kiếm một cái sự thật, thì qua văn chương chúng ta đã tìm hiểu được nó rồi. Ví dụ như là qua văn chương thì mình có thể thấy là bà mẹ Việt Nam không chỉ là yêu thương con, nhưng đồng thời bà mẹ vẫn rất là nghiêm khắc với con, và đặc biệt là nghiêm khắc với đứa con gái của mình. Thì từ những cái mô típ mình nhìn thấy trên văn chương như thế, và nó là những cái chất liệu rất là tốt để mình có thể xây dựng những cái kịch bản truyền thông hay là những cái câu chuyện truyền thông, kể cả những cái nghịch lý từ trong văn chương chúng ta cũng có thể mang ra trở thành những cái tiểu phẩm, những cái content trên Facebook nó hài hước, nó tạm gọi theo chúng ta hiểu là nó viral, nó được nhiều người lan tỏa hơn. Nó thì đó là cái điều mà mình thấy hấp lực ở văn học có thể bổ sung và trở thành một cái hướng tiếp cận rất là hay cho những người làm sáng tạo trong giới truyền thông. Và thực ra khi càng làm nghề càng lâu thì bạn sẽ thấy là việc bạn đọc thật nhiều nó sẽ giúp cho bạn viết ra được càng nhiều. Khó lòng nào có một người viết thật nhiều mà đọc thật ít hết. Đó thì đó là một cái sự thật hiển nhiên ở trong lĩnh vực này. Và khi xây dựng chương trình đào tạo cho khóa 28 thì ngoài cái hướng sư phạm thì chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình đào tạo tương đối là linh hoạt để các em có thể tiếp cận thêm một mảng nữa trong sáng tạo nội dung cho truyền thông, cho nghệ thuật. Thì ở đó có các môn học như là các em được học về nhập môn điện ảnh và phê bình, các em học về tinh hoa điện ảnh, tinh hoa sân khấu phương Đông, và bên cạnh đó là những cái môn mà đi sâu vào trong việc viết lách như là môn thể hiện ý tưởng, viết kịch bản, và rất là nhiều những cái dịp để các bạn có thể thực hành viết. Và từ cái việc là các bạn viết thành thói quen như thế, các bạn sẽ thấy là việc sáng tạo và việc viết lách nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Sau 4 năm khi các bạn ra trường thì viết nó trở thành một cái quán tính của các bạn rồi. Và các bạn sẽ thấy là đi đến đâu một đoàn làm phim hay là một cái ekip làm chương trình truyền hình cũng rất là cần những người làm biên tập và biên kịch giỏi. Thì mình thấy đây là một cái hướng mở ra cho chúng ta, những người yêu văn chương mà nghĩ rằng hơi e dè rằng là văn chương có sống được với nó không, thì xin thưa với các bạn là văn chương sống được với nó và sống rất tốt. Chỉ là chúng ta có đi đến cùng với cái công việc viết lách đó hay không. Và như một vài bạn mình có ngồi nói chuyện với giám đốc sáng tạo của các công ty truyền thông á, thì các bạn cũng chung một cái tâm niệm như vậy, và các bạn nói rằng là sẽ có lúc em sẽ làm phim điện ảnh, sẽ có lúc em làm những cái bộ phim ngắn tranh giải này giải kia, thì nó sẽ là những cái bước tiếp theo trong cái con đường sự nghiệp của em, nhưng trước mắt bằng công việc sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo và marketing thì em sống được và em có những cái tích lũy về tài chính, về kinh nghiệm, về vốn sống, thì nó sẽ là nền tảng để em bước tiếp cái ước mơ của mình, có thể là những cái kịch bản đạt giải điện ảnh trong nước, thậm chí là có thể vươn tầm ra quốc tế. Thì mình có một vài lời xin chia sẻ như vậy.
tôi gom ý của phó luật sư hai cô lại thì để cho các bạn thấy đôi khi nó ghê quá, nó rộng quá nhá. Nhưng thế này, thực ra là nó chỉ có hai vấn đề lớn thôi. Thứ nhất là cái nền tảng văn chương nó tạo nên tư tưởng và tinh thần nhân văn. Đấy là vấn đề cốt lõi của tất cả mọi cái sáng tạo hoạt động. Và trên thế giới hiện nay người ta đều hướng theo hướng này. Từ tinh thần nhân văn thì nó tạo ra được con người có cái cảm xúc. Cái đó người ta đánh giá cao hơn chỉ số gì, IQ. Đúng chưa nào? Và như cô Chi vừa nói xong đấy, thực ra là ngay cả bây giờ anh đi một cái dự án của một cái nhà, một doanh nghiệp nào đấy, anh hướng sản phẩm đến ai, nếu không có tinh thần nhân văn, anh không làm được. Anh cứ bất chấp mẫu mã của thế giới, thua. Nếu anh biết là hướng đến của người Việt và đối tượng nào thì lúc bây giờ anh thắng ngay. Đúng chưa nào? Và vấn đề thứ hai mà hai cô nói, thực chất nó là cái gọi là gì, cái kỹ năng của các lĩnh vực, kỹ năng đi sâu vào. Thì thời gian học thì không phải nhiều đâu, và xin nói với các bạn là trong 4 năm không bao nhiêu đâu, mà để có cho được ngần này tri thức nền tảng này và những kỹ năng này là đòi hỏi phấn đấu ghê gớm, cho nên học cũng mệt lắm chúng đùa đâu. Cho nên các bạn đừng có nghĩ thế này, học không được cái gì thì vào học văn, thì đấy là cái nhận thức sai lầm mà cũng không ít người đâu nhé, ít bạn. Và sau đó vào có những người cảm thấy nản. Chứ thực ra nếu các bạn kiên trì và bắt đầu từ một tình yêu, có thể ban đầu là mơ hồ thôi, nhưng sau đó dần dần anh tiếp xúc dần dần, mà cái đó có thật. Bởi vì tôi đã khảo sát một số sinh viên, thí dụ có một cô sáng nay khi vào học xong nói là em vào sư phạm nhưng không được, thì trong đó tôi nói cái ý đó sao, bây giờ vào đây, thì bây giờ sau đó cô bảo học năm thứ nhất xong thì cô là học thêm bên sư phạm khoa tiểu học. Thế thì sáng nay tôi hỏi thế nào, bạn vẫn học bên cơ? Dạ, sẽ lấy hai bằng. Nhưng bên nào thích hơn? Dạ, học ở đây thích hơn. Là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai là rất nóng hổi. Cách đây không lâu, trong cái buổi đến để tiếp cận, để xem khảo sát trường này, mà rất đông thí sinh ở các cái trường phổ thông khác đến ấy, thì có một bàn, đúng rồi, trong cái ngày Open Day, ngày Open Day. Thì một cô rất sáng sủa, dẫn người nhà bà chị đi theo và tự giới thiệu: thưa thầy, em vừa đoạt giải thưởng học sinh giỏi văn thành phố. Thì thế chứ. Và đến đây thì tôi bạn muốn vào học đây. Vâng ạ. Thế bạn có muốn vào học chỗ nào nữa không? Dạ, em chỉ đăng ký hai nơi, một đại học nhân văn và thứ hai Văn Lang, nhưng chắc chắn em vào học Văn Lang. Đấy là thông tin mới nhất của một người thực sự đi con đường ấy nhé. Và cũng xin nói thêm với các bạn là các thầy dạy ở đây phần lớn là những người rất là có kinh nghiệm. Như tôi chẳng hạn là tôi dạy đại học sư phạm ở trên 40 năm. Và có rất nhiều giáo sư hiện nay nổi tiếng trong nước sẽ tham gia dạy đây. Tức là của hai lực lượng, của Đại học Nhân văn và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội, thì tất cả các thầy đều tham gia và dạy cho đây hết cả. Cho nên là các bạn yên tâm khi vào đây, cái điều quan trọng học phải thầy, thì thầy thì ở đây là rất là yên tâm. Thấy chưa nè? Anh chưa kể cái chương trình sư phạm của chúng tôi ở đây là còn là phải là công tác với Đại học Sư phạm, phải công tác Đại học Sư phạm để lấy tất cả tinh hoa bên kia sang đây để dạy cho các bạn. Đấy, thế như thế là để cho các bạn có cái bức tranh toàn cảnh về cái ngành học ứng dụng. Mà cũng xin nói là nếu các bạn không để ý, trên ngay cả chương trình phổ thông bây giờ đã bắt đầu đi theo hướng ứng dụng rồi, đã theo hướng ứng dụng rồi. Cho nên cái này để thấy rằng xu hướng ứng dụng là một xu hướng để tạo cho anh gì là có nhiều cơ hội, hay nói cách khác đó là một cái tính chất đa năng. Tính chất đa năng. Và học văn ở đây bây giờ phải đa năng, đa diện. Đấy, đa ngành. Chứ không phải là đi theo một hướng thuần túy như trước đây. Xin thầy. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô rất là nhiều. Và hy vọng rằng nãy giờ các thầy cô đã vẽ cho chúng ta một bức tranh tổng quan. Thì bạn nào mà chúng ta yêu mến văn học và đang lăng tăng thì chúng ta thêm tự tin để đưa ra quyết định cho mình. Và nãy giờ thầy cô có nhắc về định hướng sư phạm ấy ạ. Thì em muốn biết là bên cạnh cái việc các bạn cần có bằng cấp, sau khi học văn học có bằng cấp rồi bạn học thêm chứng chỉ sư phạm nữa, thì các bạn cần chuẩn bị gì để trở thành một sinh viên của ngành văn học ứng dụng ạ? Cái tôi nói luôn được nhỉ? Vâng. Là khi chúng tôi làm việc với Đại học Sư phạm dựa trên cái tinh thần của cái gì đấy, cái thông tư của Bộ. Thông tư không mấy đấy nhỉ? Về vấn đề là cho phép, tức là sinh viên cử nhân ở các trường
ngoài sư phạm được học thêm một chương trình bổ túc về nghiệp vụ sư phạm. Thế thì cái phóng đó, sau đó người ta cấp luôn cả cái chứng chỉ. Không phải chứng chỉ mà gọi là gì mà cũng gọi là chứng chỉ của cái sư phạm, nghiệp vụ sư phạm đấy nhé. Thế thì chúng tôi là sẽ cho học xong xong một chương trình, sau đó chúng tôi phiên sang cái kia thì chúng tôi phóng lại thì các bạn sẽ được gì, miễn trừ, rồi sau đó chỉ học thêm một ít nữa thôi. Thì tất cả là các bạn khi mà đi học xong đấy thì có một chương trình đi thực tập và kiến tập, cũng giống như là các ngành khác đấy. Bên này chúng tôi hiện nay là ngành văn, chúng tôi đang đi kiến tập và thực tập, đi về các tòa soạn có này, về các doanh nghiệp có này, về các nhà xuất bản có này. Và sau này nếu bạn nào mà đi theo hướng sư phạm thì các bạn sẽ được về phổ thông, được dự giờ và sau đó được tham gia tập giảng dạy, cũng y như đào tạo, quy trình đào tạo bên đại học sư phạm. Chỉ có điều là thế này, nếu các bạn vào đại học sư phạm thì chắc các bạn chỉ cúi đầu đi gọi là theo một tuyến tính, theo một chương trình định sẵn. Tất nhiên người ta có thể sâu hơn đó. Nhưng mà thế nào thì người ta lại cái cơ hội để có thể mở rộng ra, như tôi nói, những cái bất tắc trong cuộc đời đôi khi không thể biết được. Thì có bên này là chúng tôi sẽ mở thêm cho các bạn nhiều cửa khác. Và vì vậy tôi đòi hỏi sự phấn đấu và rất cao thì mới có thể học được một cái chương trình ở đây. Nếu tôi không gọi là chương trình này, thực ra là một thách thức, là một thách thức đối với người học đấy. Nhé. Cho nên bạn nào bảo tôi thích để nhàn nhã có lẽ là không thích hợp lắm cái chương trình này. Thì cái đó ta cũng phải thẳng thắn với nhau. Nhưng mà yên chí đi, bởi vì nó rất hấp dẫn. Và các bạn khi vào đây tự nhiên bị cuốn hút, thì cuối cùng cũng không còn biết nó khó hay không khó. Mà khi ta biết yêu nó rồi thì mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng vượt qua. Dạ, em cảm ơn thầy. Và em cũng rất là mong muốn là cố gắng có thể tiếp lời thầy Hùng để chia sẻ đến các bạn nào mà các bạn yêu mến định hướng sư phạm mà cô. Dạ, cô có thể chia sẻ thêm thông tin để các bạn hiểu hơn về chứng chỉ sư phạm, để các bạn sẽ được học những gì ạ? Dạ, cảm ơn Gia Hân. Mình xin bổ sung thêm một số cái thông tin mà tiến sĩ Hồ Quốc Hùng vừa mới trao đổi với các em. Năm nay thì ngành văn học ứng dụng ở Đại học Văn Lang mở cái hướng đào tạo sư phạm ngữ văn, thì các bạn biết, chúng ta biết rằng là nơi đào tạo giáo viên trung học, các cái cấp trung học ấy, là trường Đại học Sư phạm, thì đấy là chính thức rồi, đúng không nào? Thì nay thì Bộ Thông tư số 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn về đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tức là cho các trường sư phạm như là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học sư phạm trên cả nước sẽ được đào tạo cái nghiệp vụ sư phạm dành cho các cử cái nhân, cử các nhân, các cái cử nhân tốt nghiệp những cái ngành học mà có giảng dạy ở cái cấp trung học, thì được đào tạo cho những cái cử nhân đó. Có nghĩa là nếu chúng ta học văn ở các cái trường đại học, ví dụ như ở đây là Đại học Văn Lang, hay là các em học ở học văn ở một cái trường đại học khác đó, thì chúng ta đều có thể học nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm. Nếu ở đó họ có đào tạo nghiệp vụ thì họ sẽ được cấp cái bằng đấy, và Bộ công nhận là cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của chúng ta đó được sử dụng để xin việc trở thành giáo viên đấy ở các cái trường trung học. Trước đây 5 năm trước thì Bộ không cho điều đó. Còn nếu mà chúng ta trở lại trước nữa đấy, đó, từ trước năm 2015 thì Bộ lại cho phép. Bộ lại cho phép là đào tạo cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho các cử nhân tốt nghiệp ngành mà ở trung học họ có dạy. Đó, do đó là các em sẽ thấy là các anh chị cô chú mà tốt nghiệp từ những cái năm 2000 trước 2015 về trước nữa thì họ đều có thể học nghiệp vụ sư phạm. Tốt nghiệp trường Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nhân văn Hà Nội, các trường đại học khoa học văn khác thì đều có thể học nghiệp vụ sư phạm. Và hiện nay thì rất nhiều các anh chị cô chú thì đang là giáo viên ở các cái trường trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông. Và từ năm nay đó thì là Bộ lại cho phép trở lại, mở lại là cho phép đào tạo cái chứng chỉ đó. Và tất nhiên là ở các trường sư phạm. Thế thì ở ta đó thì chúng ta đang học cử nhân văn học, và chuyên ngành của chúng ta là chuyên ngành sư phạm ngữ văn. Đó. Chúng ta sẽ có hai chuyên ngành ứng dụng văn học và chuyên ngành sư phạm ngữ văn.
kể từ khóa tuyển sinh 2022 này. Thì cái chuyên ngành sư phạm ngữ văn, chúng ta sẽ học những cái môn về văn học, về ngôn ngữ là tất nhiên rồi. Chúng ta dùng kiến thức văn chương, ngôn ngữ để đi dạy cho các em ở cấp 2, cấp 3, đúng không? Đó. Thế nhưng mà ở đây á, thì với cái định hướng đào tạo sư phạm ngữ văn thì chúng ta sẽ được học những cái môn về nghề giáo. Đó, học những cái môn về nghề giáo, về giáo dục. Thì hồi nãy cô đã có chia sẻ rồi, đúng không? Những cái môn về cơ sở giáo dục này nè, ví dụ như là giáo dục học đại cương, tâm lý học giáo dục, giao tiếp sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường, trung học, hay là đánh giá trong giáo dục, quản lý giáo dục, quy định của nhà nước về giáo dục, thì đó là những cái môn nằm trong chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm của Bộ. Mà nếu bạn muốn đi dạy đó, học trường nào cũng vậy, kể cả sinh viên của Đại học Sư phạm nhé, thì nếu mà chúng ta muốn đi dạy, chúng ta phải học qua những môn đấy, tức là để trở thành một nhà giáo đó. Đó, thì ở đây chương trình ngữ văn của văn học, chương trình văn học ứng dụng ở đây đó, thì có đào tạo những cái môn đấy. Và những cái môn này đó, nó tương đương với những môn nằm trong chương trình nghiệp vụ sư phạm của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì nếu mà chúng ta học những cái môn này ở đây rồi, thì hồi nãy thầy Hùng có chia sẻ là trường Văn Lang và trường Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới, đang xúc tiến tới đó, là sẽ ký kết hợp tác với nhau, hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình. Và Đại học Sư phạm sẽ công nhận những cái học phần về giáo dục sư phạm đó ở ngành văn học ứng dụng của Đại học Văn Lang, công nhận với nội dung kiến thức và đánh giá tương đương chương trình của Đại học Sư phạm. Đấy. Và khi mà chúng ta học những cái môn này rồi đó, thì khi mà chúng ta tốt nghiệp, chúng ta có định hướng đi dạy, thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái chương trình nghiệp vụ sư phạm. Chúng ta học hoàn thiện chương trình nghiệp vụ sư phạm tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi đó chúng ta cần hoàn thiện thêm một số tín chỉ nữa, một số học phần nữa, thì bên đó Đại học Sư phạm đấy, họ sẽ cấp cho chúng ta cái chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đó, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đó thì nó tương đương với là sinh viên tốt nghiệp ở trường Đại học Sư phạm. Và chúng ta đi xin giảng dạy ở các tỉnh thành, ở tất cả các trường trong cả nước, nếu họ có nhu cầu tuyển dụng thì nhà nước công nhận và họ sẽ tuyển dụng cái những cái sinh viên mà được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm. Khi mà bạn được công nhận những cái môn này đó, thì lúc đấy là bạn sẽ được miễn học những cái học phần, sẽ được miễn học luôn. À, chúng ta ở đây là chúng tôi đang xây dựng có tới 7 học phần tương ứng trong chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tức là chiếm 50% cái nội dung đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Sư phạm. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta được học những cái môn về nghề như hồi nãy là mình có chia sẻ, tức là những cái phương pháp để dạy văn. Đó. Ngoài là cái việc là chúng ta làm sao để đánh giá trong giáo dục này, cô ví dụ như chấm điểm như thế nào có đúng không, rồi dạy học tích cực với học trò như thế nào, vân vân, thì ngoài những cái môn đấy ra, chúng ta được học những cái môn về nghề nghiệp để đến khi chúng ta ra trường, chúng ta tốt nghiệp đó, chúng ta có thể đứng lớp. Khi tốt nghiệp 4 năm sau là chúng ta có thể đứng lớp, đúng không nào? Chúng ta có thể đứng lớp để có thể dạy được, thì chúng ta buộc phải học, chúng ta phải được rèn luyện các cái kỹ năng về phương pháp giảng dạy các em ạ. Chứ không phải là mình viết một bài thơ, mình đứng lên là mình đọc ngâm ngợi cho hay, rồi là mình khen cái chỗ này chỗ kia hay một cách trực cảm, không. Mình dạy học nó phải có một phương pháp rất là khoa học. Thì đây là những cái phương pháp chuyên về ngữ văn, không phải là một phương pháp chung chung, mà phương pháp chuyên về dạy ngữ văn. Đó, dành cho các cấp như thế nào. Thì ở đây chúng ta trong chương trình văn của Đại học Văn Lang, chúng ta sẽ được học những cái môn như vậy, sẽ được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Ví dụ em sẽ được rèn luyện kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng chủ nhiệm ở trung học như thế nào, rồi đứng lớp dạy một giờ như thế nào, vân vân. Chúng ta được rèn luyện. Thì một cái điểm ở đây là chúng tôi, cái chương trình về sư phạm ngữ văn đấy, thì chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc là xây dựng những cái giờ thực hành cho các em. Có những cái môn học mà thời lượng thực hành phải nhiều hơn thời lượng lý thuyết. Ví dụ bạn chỉ có 10 tiết học lý thuyết thôi. Đó. Nhưng bạn phải có 40 tiết thực hành. Ví dụ như bạn đứng lớp, bạn phải thực hành liên tục để đảm bảo là khi chúng ta ra trường chúng ta có thể đứng lớp dạy được. Đứng lớp dạy được. Ít nhất là chúng ta phải đứng được, dạy được trong lớp 3 tiết. Đó, 3 tiết. Và chúng ta phải dạy được, khi mới ra trường các em phải dạy được 3 buổi trong một tuần. Tức là có một cái chuẩn đầu ra rất là cụ thể. Vì vậy cho nên là cô nghĩ rằng là tất nhiên nếu chúng ta mơ ước trở thành
giáo viên dạy văn, chúng ta yêu thích cái công việc đấy. Chúng ta có thể học ở nhiều trường đơn vị đào tạo ở cả nước, đại học sư phạm và các trường khác. Và nếu như các em muốn yêu thích trường Văn Lang, các em cảm thấy yêu thích chương trình ở văn học ứng dụng, các em cũng có thể học ở đây. Và hồi nãy thì thầy cũng có chia sẻ thì ngoài hướng sư phạm văn ra thì các em cũng được học những cái môn có về ứng dụng văn học, và nó là bổ trợ lại cho nhau để cho các em có thể đa dạng hóa cái ngành nghề, cơ hội nghề nghiệp của các em trong tương lai. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết và tận tâm của cô dành cho các bạn. Bên cạnh ngành định hướng sư phạm rất là tiềm năng thì hiện nay cũng có rất là nhiều bạn yêu mến về lĩnh vực truyền thông, và các bạn cũng hay lăn tăn giữa việc là chọn những cái ngành có cái tên gọi là nó thuần theo hướng truyền thông, chẳng hạn như quan hệ công chúng hay là truyền thông đa phương tiện. Vậy thì em nhờ cô Chi sẽ phân biệt giúp các bạn và cho các bạn được biết là nếu bạn học ngành văn học ứng dụng thì ưu thế của các bạn là gì khi mà các bạn làm việc trong lĩnh vực truyền thông ạ? Với quan hệ công chúng, nó là một cái, mọi người hay gọi nó là một cái nghệ thuật trong truyền thông nhiều hơn. Nó tận dụng cái công cụ của khá nhiều những ngành khác. Ví dụ như nó ứng dụng tâm lý học, nó ứng dụng truyền thông. Và dưới góc độ của những người làm quan hệ công chúng thì báo chí là một công cụ của họ thôi. Thì quan hệ công chúng là một cái ngành nghề nó mang tính tổng hợp như vậy. Và khi đi vào truyền thông, có những ngành như là truyền thông đa phương tiện, thì cái công việc viết lách nó được xem như là một cái kỹ năng ở trong đấy. Thì với mình á, mình nhìn nhận là bằng cái việc mở ra ứng dụng văn học và đào tạo cho các bạn những cái kỹ thuật viết nó chuyên sâu hơn, dành riêng cho lĩnh vực truyền thông, thì như là việc mà chúng tôi đang cố để phân tách cái công việc tổng hợp của một nhân viên quan hệ công chúng ra thành nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Những bạn nào mà muốn làm cho cái đội ngũ gọi là team production house trong thuật ngữ của ngành quảng cáo thì các bạn có thể chuyển sang học về truyền thông đa phương tiện. Ở trong quan hệ công chúng trước đây cũng đào tạo về tổ chức sự kiện, thì hiện nay Đại học Văn Lang cũng có một cái chuyên ngành nhỏ chuyên dạy về quản trị sự kiện như vậy. Và đây là một cái xu hướng tất yếu thôi. Thì trước đây thì chúng ta học tổng hòa hết, còn với những cái phân ngành nhỏ nữa như thế này thì các bạn sẽ học sâu hơn vào một cái kỹ năng. Và cũng tương tự như vậy với ứng dụng văn học, thì cái kỹ năng và cái công việc tất yếu mà bạn làm trong tương lai nó sẽ liên quan tới việc viết là chủ yếu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết về những cái ngôn ngữ của những cái cách thể hiện khác. Thì bằng cái việc là trong chương trình học có môn viết kỹ cho các thể loại báo chí, cho các phương tiện truyền thông, thì thông qua đó thì chúng ta cũng học được cái cách thể hiện trên báo chí hoặc là trên báo online nó được thể hiện như thế nào, mà nói bằng cái giọng điệu của phát thanh thì phải nói ra làm sao, cũng là cái nội dung như vậy khi mình đem lên truyền hình thì mình phải nói như thế nào, nó sẽ được phân tách ra thành từng cái mảng nhỏ khác nhau. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ học rất sâu vào cái công việc viết lách ha. Cũng tương tự như vậy với cái công việc là phê bình điện ảnh, hay là bạn làm về thể hiện ý tưởng, là trong suốt những cái năm học của bạn tại cái chuyên ngành ứng dụng văn học, bạn sẽ được thực hành rất là nhiều những cái kỹ năng viết. Và có những giờ về gọi là những giờ thực hành sáng tạo đi, thì gần như là các bạn chơi với chữ nghĩa. Và điều đó nó sẽ giúp các bạn phát huy cái sáng tạo về ngôn ngữ lên rất là nhiều. Thì mình nghĩ là có thể là bạn sẽ bắt gặp một vài ngành như là ngành marketing thì họ vẫn cho học là truyền thông marketing, bạn vẫn phải học về nội dung. Quan hệ công chúng cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chắc là hiếm có một cái ngành chuyên ngành nào để chúng ta có dịp đào sâu vào trong từng cái lĩnh vực viết lách như là ứng dụng văn học. Chính vì vậy cho nên là có lẽ là viết, công cụ viết, hay chúng tôi vẫn thường nói như hiện nay là những người kể chuyện, những nhà
storyteller, những nhà kể chuyện, thì chúng tôi là những người kể chuyện như vậy, chuyên để đi kể chuyện và chuyên để sáng tạo nội dung. Và cũng có một cái câu cũng rất là hay trong lĩnh vực này nữa, đó là content is king, tức là nội dung được xem như là ông hoàng trong cái mảng này, cho dù là các yếu tố về kỹ thuật có thể rất là hấp dẫn, hoặc là các nền tảng như là mới ra đời như là TikTok, Snapchat có thể rất là thu hút thời gian đầu, nhưng rốt cuộc lại bạn theo dõi một kênh truyền thông nào đó cũng ở một cái điểm thôi, là ở những cái nội dung và cái phong cách người ta sáng tạo ra các nội dung đó, cái tính cách nó lưu bạn ở lại, có giữ chân được bạn hay không, thì nằm ở cái mảng là khả năng sáng tạo và cái nội dung mà bạn truyền tải nó có thu hút được hay không. Thì từ những cái câu chuyện như thế thì mình nghĩ là cái điểm nổi bật nhất của ứng dụng văn học khi rèn luyện cho người học những kỹ năng viết trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing, quan hệ công chúng, thì đó là cái tư duy về từ ngữ, tư duy về viết, và một cái môi trường để bạn thực hành nó, một cái thói quen, bạn làm nó như là một thói quen, thì đó sẽ là trở thành công việc của bạn sau này thôi. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của cô Chi rất là nhiều ạ. Và em được biết là năm 2021 thì ngành văn học ứng dụng đã có khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên. Vậy thì em không biết là trong mắt thầy Hùng thì thầy ấn tượng về các bạn như thế nào, và thầy chia sẻ cho các bạn khán giả được biết là ưu thế khi các bạn tốt nghiệp ngành văn học ứng dụng tại Văn Lang thì ra sao ạ? Đến giờ vẫn chưa có một thống kê cụ thể. Dạ. Mặc dù chúng tôi tốt nghiệp cái lứa đầu tiên chưa phải là nhiều đâu. Dạ. Nhưng mà những cái sinh viên mà chúng tôi vẫn gặp hàng ngày thì cái công việc khá ổn định. Thậm chí có những cái người làm cái vị trí rất ghê gớm ở phòng tuyển sinh sau đại học và lo tất cả các cái dự án ấy, trong đùa đâu. Và có một số cô thì tham gia viết lách rất hào hứng. Nhưng mà tất cả nó bao trùm lên gì là các bạn bắt đầu mới thấy, ồ, hóa ra lâu nay học thế, đến khi ra làm dần dần nó trưởng thành lên mới thấy sự thực là nó có tác dụng thật. Đó là cái cảm giác chung của các bạn, tùy theo từng người mức độ ít nhiều nhé. Dạ. Nhưng mà rõ ràng nếu như các bạn mà có cái dịp thế nào, tôi vẫn tin là chúng ta sẽ làm điều đó, là các bạn sẽ có những kết nối với những cái cựu sinh viên của chúng, của cái văn học ứng dụng, rồi các bạn sẽ có những cái trao đổi với nhau, có lẽ nó sẽ thiết thực hơn. Và dạ, các bạn chia sẻ với nhau dễ. Dạ. Còn chúng tôi chỉ là những cái người ở trên này tổ chức đào tạo thì tiếng nói chắc là không thu hút bằng những cái người cùng thế hệ như các bạn và những người từng được đào tạo ra. Yeah. Mà tôi chỉ nói rằng là nhắc lại ý, tức là định hướng thế. Nhưng có lẽ là khi để học mà sau này khi mà thành được một cái kỹ năng mà phấn đấu rất ghê gớm. Yeah. Chỉ có điều là anh càng phấn đấu đổ mồ hôi bao nhiêu thì tự nhiên anh càng thấy hấp dẫn và thú vị bấy nhiêu. Yeah. Và các bạn chưa hình dung hết chứ. Bây giờ có những cái bạn mà viết giỏi mà, thậm chí như kịch bản ấy, nếu tôi biết là kịch một mối một kịch bản bây giờ là kiếm hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, mà thậm chí một kịch bản mà hot nữa ấy, là có khi lên cả tỷ cơ nếu là viết nhé. Đấy, chứ còn bà nào mà nói giỏi làm MC đi dạy hú dỗi không thiếu gì việc để mà làm. Nhưng mà cái tự trung lại là nếu đi theo con đường văn chương thì sẽ giúp cho các bạn cái kỹ năng rất tốt về tư duy và kỹ năng để diễn đạt, để trình bày các tư tưởng, ý tưởng của mình trước đám đông và trong tất cả các lĩnh vực. Dạ. Cái đó là cái rất cụ thể. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Dạ. Các bạn nào mà các bạn yêu mến ngành văn học ứng dụng của Văn Lang hoặc là yêu mến cái việc học văn thôi, thì bên cạnh chương trình livestream Văn Lang Q&A ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể tìm kiếm trên kênh YouTube trường cũng như là fanpage trường đại học Văn Lang để chúng ta tìm xem Let's Talk, một cái chương trình talk show để các anh chị cựu sinh viên cũng như các thầy cô, các bạn học sinh cùng trao đổi, chia sẻ. Và các bạn nhớ search từ khóa là Let's Talk tập 10 thì các bạn sẽ khám phá và gặp gỡ các thầy cô để cùng trao đổi về ngành văn học ứng dụng tại Văn Lang các bạn nha. Và bây giờ thì nãy giờ chúng ta trò chuyện với các thầy cô rất là nhiều, và Gia Hân cũng có thấy là bên dưới các bạn đã bắt đầu để lại câu hỏi nhiều nhiều rồi. Gia Hân xin phép được truyền tải đến các thầy cô để các thầy cô ban tư vấn sẽ giúp các bạn giải đáp các bạn nha.
Đầu tiên thì em xin phép được truyền tải câu hỏi của bạn Phạm Tuấn Nghĩa. Bạn Tuấn Nghĩa có nói là: chào thầy cô, em đang có mơ ước trở thành một biên kịch. Em không biết là chương trình học ngành văn học ứng dụng của trường có những môn học nào hỗ trợ cho công việc này. Dạ, nãy giờ em thấy thầy rất là hào hứng khi chia sẻ về công việc của một biên kịch, thì em nhờ thầy sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Có lẽ là thế này, các bạn hãy yên tâm đi, trường Đại học Văn Lang còn có luôn cả cái khoa sân khấu điện ảnh nữa. Và chúng tôi, những cái thầy họ rất rành lành nghề ở trong cái việc biên kịch như thế nào. Đúng chưa? Và sự thực hiện nay sinh viên của ta đấy, K26 nhỉ, có những bạn nó có cái kịch bản tốt lắm, đưa lên sân khấu được mà. Và ngay chính trong trường này các bạn có cái kịch bản diễn như thế là gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà anh chỉ còn có nghề cái anh cứ cắt ra thành ra một cái chuỗi, một cái chương trình dài, truyền hình rất hay. Thì sự thực ra là các bạn được học cái môn đó thật, có nhé. Và người ta bày cho các bạn cái nguyên tắc viết như thế nào, một cái kịch bản. Nhưng viết kịch bản muốn viết hay cũng phải giỏi văn mới viết được. Cũng phải là mô phỏng thuần túy. Mà khi mà các anh có một cái tri thức tốt rồi mà, tri thức về văn chương tốt rồi, các anh biết viết cái gì và sau đó là viết như thế nào. Còn tất nhiên kịch bản thì nó sẽ khác với những cái thể loại khác, như phê bình, nghiên cứu, viết luận, vân vân, là sáng tác thơ, truyền ngắn, kịch gì. Nhưng mà đã kịch bản nó có những nguyên tắc của nó. Cho nên các bạn yên tâm, nếu các bạn sự thực thích viết kịch bản thì cũng sẽ có cái bộ môn để cho các bạn học, và có những người giỏi về cái đó thật. Dạ. Ở trường này nhé. Dạ rồi. Và... dạ em mời cố gắng ạ. Mình bổ sung thêm một số thông tin với thầy, với tiến sĩ Hồ Quốc Hùng về cái câu hỏi của bạn Nghĩa. Ở trong chương trình đào tạo văn học ứng dụng thì hồi nãy thầy cô có chia sẻ là đối với cái chuyên ngành ứng dụng văn học thì chương trình ở đây tập trung vào ba cái mũi nhọn với ba cái liên ngành gần với văn học nhất, đó là nghệ thuật học, truyền thông báo chí và quan hệ công chúng. Thì em đang hỏi về ngành biên kịch, tức là em đang hỏi về ứng dụng nghệ thuật học. Thì nghệ thuật thì có rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, đó có 7 cái lĩnh vực nghệ thuật đó. Thì cái hướng sân khấu điện ảnh và văn học có một cái mối quan hệ rất là gần gũi với nhau. Đặc biệt em đang hỏi một cái công việc rất là cụ thể ở đây là biên kịch á, thì nó lại càng gần với ngành văn học hơn. Mà thầy Hùng chia sẻ với em đó là cái kỹ năng viết đó, bạn viết tốt rồi, nhưng một điều quan trọng nữa đó là bạn phải có ý tưởng. Bạn có ý tưởng rồi, bạn có câu chuyện rồi, thì câu chuyện của bạn có thể hiện được cái tư tưởng nào không, có thể hiện được cái triết lý gì không, có nói về, có chạm đến một cái vấn đề nào đấy của đời sống hay không. Tức là càng ngày nó giống như một mũi khoan ấy. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cái công việc đấy, tư duy về công việc đấy, chúng ta sẽ thấy là nó càng phải khoan sâu hơn vào một cái nền tảng thật là vững chắc để chúng ta trở thành một cái biên kịch tốt, một biên kịch giỏi. Hơn cả là việc chúng ta được trang bị một số những cái kỹ thuật để viết kịch bản, trình bày ngoại cảnh, nội cảnh, lời thoại nhân vật như thế nào đó. Thì nếu mà bạn chọn văn học ứng dụng ở đây thì cái môn học nào sẽ giúp cho bạn có thể làm cái công việc đấy? Thì ở đây có những môn học cụ thể để em có thể học được những cái tri thức về cái lĩnh vực này, đó là em sẽ được học cái môn về nghệ thuật học để em có một sự hiểu biết một cách khái quát nhất về các cái lĩnh vực nghệ thuật, mà những lĩnh vực này đều có cái mối quan hệ gắn bó qua lại và bổ trợ cho nhau. Em học về biên kịch điện ảnh, em không thể không biết đến các lĩnh vực nghệ thuật khác đó. Thì ở đây em có cái môn nghệ thuật học. Rồi đi vào sâu thêm nữa thì em sẽ học về nhập môn điện ảnh và phê bình điện ảnh. Ví dụ như là viết một cái bài review tác phẩm. Ví dụ như bây giờ em muốn đi xem phim Em và Trịnh, xong thì em muốn giới thiệu cái phim đó, những cái tác phẩm đó, hay là Tấm Cám Chuyện Chưa Kể vân vân. Mình đi xem trong rạp rồi, bây giờ mình muốn review, mình muốn giới thiệu sao cho hấp dẫn đây. Thì đó cũng phải được rèn luyện cái kỹ thuật. Thì ở đây dạy cho các em những kỹ thuật làm sao để viết một cái bài review, làm sao để viết một cái bài phê bình điện ảnh, phê bình sân khấu. Rồi em được học một môn vào trọng tâm cái phần đấy luôn,
đó là kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh. Em học môn kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh. Môn này thì sẽ kế thừa kiến thức của những cái môn khác về tinh hoa sân khấu, về điện ảnh, phê bình điện ảnh, về nghệ thuật học. Thì môn này sẽ là môn đi sâu vào đúng trọng tâm. Môn này có hai tín chỉ, và hai tín chỉ này đó thì em sẽ được học các cái kỹ năng, như là em sẽ học các cái kiến thức về bố cục của một cái kịch bản như thế nào, kịch bản ngắn, phim ngắn, kịch bản phim nhiều tập như thế nào, bố cục của nó ra sao, ngôn ngữ điện ảnh như thế nào, khác với ngôn ngữ văn học, khác với ngôn ngữ của các cái lĩnh vực khác ra sao. Em phải biết về ngôn ngữ điện ảnh đó, rồi em phải biết về những cái xung đột như thế nào, cấu trúc các hồi ra làm sao đó. Và trong điện ảnh thì viết đi rồi viết lại lần nữa đó, thì nó có những cái kỹ thuật ở bên trong. Thì em sẽ được học cái học phần này. Và ở đây thì chúng tôi đang mời nhiều năm qua cộng tác giảng dạy môn kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh là nhà biên kịch cũng rất là uy tín. Nếu mà các em yêu thích cái lĩnh vực này, các em tìm hiểu thì chắc chắn là các em sẽ biết đến nhà biên kịch. Đấy là thầy Vũ Anh Dương, nhà biên kịch Vũ Anh Dương. Và thầy Vũ Anh Dương thì cũng đang giảng dạy ở nhiều những cái đơn vị. Và đặc biệt là nhiều năm qua thì thầy vẫn ưu ái cộng tác cho ngành văn học ở Đại học Văn Lang. Thì thầy dạy đến nay từ cái khóa đầu tiên của ngành văn học ứng dụng, và đến nay thì thầy vẫn cộng tác với chúng ta. Và nếu mà các em đi học ở trung tâm của thầy Dương ấy, thì nếu mà học hai tín chỉ của thầy Dương thì tất nhiên là một cái học phí phải rất là xứng tầm, bởi vì mà mời được thầy Dương thì cũng không phải là dễ. Nhưng mà ở đây thì các em được học trong chương trình của các em luôn, các em đã được học cái môn kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh. Đó, cô nghĩ đó là một trong những cái môn học, một trong những cái môn học hấp dẫn nhất trong cái chương trình của văn học ứng dụng. Những cái môn đây là một môn hấp dẫn nhất trong chương trình của văn học ứng dụng. Các em không chỉ học lý thuyết mà các em còn viết. Dạ. Và có một cái điều thực tế cũng chia sẻ luôn là những em mà học với thầy Dương thì rất là yêu mến thầy và đều trở thành những cái fan cứng, bởi vì thầy Dương ấy thì thầy chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức về phim, về văn chương nữa. Thầy cũng là một cái người đọc rất là rộng, và thầy làm một cái giảng viên dạy rất là có tâm. Cô hy vọng rằng nếu mà em nếu có cơ hội em lựa chọn ngành văn học ở Đại học Văn Lang, thì cô nghĩ là bây giờ em đang yêu mến, là đã có định hướng nghề nghiệp rồi đấy. Hãy đến đi. Em hãy theo đuổi cái niềm đam mê của em. Và cô hy vọng rằng ngành văn học ứng dụng ở Đại học Văn Lang sẽ chấp cánh cho ước mơ trở thành nhà biên kịch của em trong tương lai. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Hy vọng là bạn Tuấn Nghĩa đang xem thì bạn được tiếp thêm rất là nhiều động lực từ các thầy cô các bạn nha. Dạ, cho nên cho mình bổ sung thêm ý của cô Lê Gắm một chút nữa là ngoài những cái môn cô Gắm vừa kể thì còn một cái môn nữa mà thoạt nhìn đó thì nó thiên về kỹ thuật lắm, nhưng mà thực ra đây là một cái môn bổ trợ rất là tốt về tư duy hình ảnh cho các bạn, đó là môn quay và dựng phim. Thì bằng cái việc thực hành thực trên phòng máy để các em thao tác với từng cái thước phim mà mình đã quay đó, thì bạn sẽ học rất là sâu sắc về cái kỹ thuật quay và kỹ thuật dựng, cũng như là cái ngôn ngữ về hình ảnh trong điện ảnh nó sẽ được thể hiện như thế nào khi mà bạn cầm máy, bạn thực hành và bạn thao tác thực tế như vậy. Nghĩa là em không thiếu cơ hội để thực hành. Và trường Văn Lang có tổ chức thi đấy. Dạ, tức là ở đây nó có một cái quy trình gần như là đầy đủ và khép kín cho cái việc bạn thể hiện cái bạn trải nghiệm cái niềm đam mê trở thành cái biên kịch của bạn. Ở đây là có kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh rồi, có thầy Dương rồi. Ở đây cô Chi vừa nói thì trong chương trình văn học của chúng ta có luôn cái môn là kỹ thuật dựng phim đó, và cái môn này cũng làm phần thực hành là nhiều đó. Nghĩ phải là đóng mở ngoặc đơn thêm ý của cô Chi hồi nãy đó, tức là
dựng phim cũng là một cách mà chúng ta kể chuyện đó. Đó. Yeah. Thì bạn đã có một cái kịch bản rồi, thì môn dựng phim sẽ giúp cho bạn có thể bấm máy cái kịch bản của bạn. Yeah. Rồi bạn có thể công chiếu cái kịch bản của mình. Thì đối với những môn của các thầy cô về điện, nghệ thuật điện ảnh đó, là các bạn phải bấm máy luôn. Các bạn phải quay ít nhất một cái phim ngắn và chúng ta phải công chiếu. Đó. Và ở trường Văn Lang thì thường xuyên tổ chức những cái cuộc thi về phim ngắn. Sân khấu cho các bạn. Các em hoàn toàn có thể thử sức mình ngay chính sân chơi của trường Văn Lang. Năm vừa rồi thì nếu mà các bạn có tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là Văn Lang có tổ chức liên hoan phim Văn Lang mùa 1 cũng như là cuộc thi màn ảnh xanh, là những sân chơi mà các bạn có thể cọ sát các bạn nha. Nên là mình yên tâm là không thiếu cơ hội để chúng ta có thể ứng dụng những gì chúng ta học đâu. Và biết đâu trên cơ sở ấy có thể sẽ có những nhân tài chứ biết được. Và nên nhớ rằng Văn Lang có nhiều ngành đào tạo. Hiện nay đã có những sinh viên đoạt giải quốc tế. Năm ngoái thì chúng ta cũng có một sinh viên có kịch bản vào vòng chung kết. Đó là những cái tín hiệu rất là vui đến từ ngành văn học ứng dụng. Và bây giờ thì Gia Hân sẽ tiếp tục truyền tải các câu hỏi của các bạn nha. Ở đây bạn Mai Tiến Sĩ, bạn có đặt câu hỏi là: thầy cô cho em hỏi ạ, học ngành văn học ứng dụng em có cơ hội du học hay không? Thầy cô cho em hỏi là ngành văn học ứng dụng sau này mình có thể làm nghề gì và có làm được bên mảng báo chí hay không? Về cái ý là không biết là ngành văn học ứng dụng có cơ hội đi du học hay không thầy? Tôi nghĩ hiện nay cái cơ hội đi nước ngoài thì mở ra cho tất cả mọi người. Dạ. Miễn là anh có khao khát ấy và nhà trường thể tạo điều kiện tối đa và sẽ có những cái liên kết. Cái này khỏi lo nhé. Dạ. Còn những cái câu hỏi tiếp theo đó là bạn hỏi là mình học xong mình ra mình có thể làm nghề gì và mình có làm được bên lĩnh vực báo chí hay không? Vâng, ban nãy giờ chúng ta đang trả lời câu hỏi đấy rồi đấy. Dạ. Dạ, chắc là em mời cô Chi sẽ chia sẻ thêm. Nếu mà bạn muốn dấn thân vào lĩnh vực báo chí thì bạn cần phải nỗ lực như thế nào ạ? Để nói về cái chương trình đào tạo trước, thì khi em nghe chương trình đào tạo thì em sẽ đưa ra nhận định của mình là có làm được báo từ việc học những môn học này không. Thì từ trong năm học đầu tiên thì các em sẽ được tiếp xúc với giới truyền thông thông qua môn nhập môn truyền thông, và các môn học về báo chí sẽ được trải đều trong các năm học của em. Em được học các kỹ năng viết, các kỹ năng viết các thể loại báo chí. Em được học về kỹ năng viết kịch bản truyền thông, kịch bản truyền hình. Và nhìn một cách tổng quan thì cái thao tác em thường làm nhất đó là cái việc viết. Trong suốt 4 năm học tại Văn Lang thì chúng tôi cũng dành những cái học phần cốt lõi nhất để em được học một cái kỹ năng viết cho báo chí. Trong cái môn cốt lõi là kỹ năng viết các thể loại báo chí thì ở ngành ở văn học ứng dụng thì chúng tôi giới thiệu các thể loại chính yếu, trong đó chủ yếu là thể loại thông tấn, viết tin, tường thuật, phỏng vấn và kỹ năng phỏng vấn. Bên cạnh đó thì còn giới thiệu các thể loại giao thoa giữa báo chí và văn học, đó là cái thể loại tiểu phẩm báo chí rất là đặc sắc luôn, nghĩa là cái thông tin nền tảng, những cái sự thật từ báo chí được nhìn bằng một cái góc nhìn sáng tạo hơn, có thể là châm biếm đấy, có thể là trào phúng đấy, mang tới tiếng cười đấy, nhưng mà cái tiếng cười thì là nó là tiếng cười sâu cay thì và chua chát nữa, và cũng là rất là sâu sắc đó. Thì những cái thể loại giao thoa giữa văn học và báo chí cũng được giảng dạy trong cái chương trình đào tạo ở học phần ứng dụng văn học. Và hiện tại thì không chỉ là sinh viên mà đã tốt nghiệp đâu, mà là sinh viên năm tư đang ở những cái tuần cuối cùng của học phần thực tập tốt nghiệp của ngành văn học ứng dụng thì các em vẫn đang đi thực tập tại các tòa soạn báo, và cũng có sản phẩm kha khá đấy. Đó, thì không chỉ là tòa soạn báo, các bạn thực tập ở Thanh Niên, các bạn thực tập ở Sài Gòn Giải Phóng và các bạn cũng cộng tác cho những cái trang tin nữa. Thì mình nghĩ là bạn khi mà mình hỏi về cái người chủ sử dụng nhân lực á thì đều phản hồi rất là tốt về cái khả năng cũng như là thái độ làm việc của các bạn, và đặc biệt là cái sức viết của các em. Các em có bài ra một cách rất là thường xuyên và điều đó là những cái tín hiệu rất là đáng mừng, và cũng chia sẻ với em để em có một cái niềm tin là đến với ứng dụng văn học ứng dụng của Văn Lang thì mình có thể trang bị các kỹ năng báo chí cần thiết. Đồng thời
thì mình cũng sẽ có thêm được những cái hướng rộng mở khác nữa, bởi vì chúng ta trang bị là trang bị cho tương lai, và biết đâu là mình những cái kiến thức đó nó sẽ giúp em thích ứng nhanh và tốt hơn với thị trường lao động tương lai. Dạ. Nếu không nhầm thì ngày mai sinh viên của mình kiến tập các tòa báo. Dạ. Dạ. Kế hoạch ngày mai đi. Dạ. Dạ. À, và các bạn nhớ theo dõi trên các kênh truyền thông của Văn Lan để cùng tìm hiểu coi là các bạn ngành văn học ứng dụng đi kiến tập thì có những gì thú vị các bạn nha. Và ở đây em thấy một câu hỏi này là em phải muốn truyền tải cho thầy Hùng ngay lập tức. Bạn Phan Minh Kiệt bạn hỏi là dạ cho em hỏi nếu con trai học văn thì có bất lợi gì hơn so với bạn nữ? Ôi ôi. Đây là một cái câu hỏi mà bắt đầu là mang cái tính hơi kỳ thị. Không được. Thực ra các bạn trai từ xưa nay trong truyền thống học văn ngày xưa, chính con trai học văn ngày xưa đông hơn con gái. Đông hơn con gái. Và các nhà văn nổi tiếng dạ. từ Việt Nam tới thế giới khiến nữ giới rất là ghen tị. Đấy. Họ đều là nam giới cả em ạ. À. Bằng chứng là tôi đây này. Đi theo con đường văn chương vốn ạ. Cô Chi cũng từ như cô là học em học từ cấp 3 chuyên văn ạ. À. Cô gấm này từ cái cử nhân tài năng văn chương, tôi học chuyên văn ở phổ thông đây và đi tròn con đường cho đến tận bây giờ. Dạ. Yeah. Vậy thì mấy bạn nam nào mình yêu mến văn học thì không có sao cả, không có sao. Cái đó không cần đâu, không và cũng chia sẻ với em là đúng là cái lượng nam sinh học văn á hiện tại không hiểu sao lại ít đi. Nhưng mà anh bạn lớp trưởng lớp văn của mình ở cấp 3 đó hiện nay đang làm một cái vị trí rất đáng mơ ước trong những cái công ty truyền thông thuộc dạng là lớn nhất ở Sài Gòn và danh tiếng nhất ở Sài Gòn. Chính bản thân mình cũng còn cảm thấy ghen tị với anh bạn mình nữa. Và anh cũng chia sẻ là rất là nhiều lần khi mà chuyển sang công tác cho văn học ứng dụng thì có ngồi nói với anh là nói chuyện với nhau là theo mày thấy thì kiến thức văn chương có quan trọng trong nghề này không? Anh vẫn xếp là number one. Cái vốn mà anh đã được học cũng như là những cái tinh thần mà văn chương, văn học chuyển tải thì ảnh mang tới những cái sản phẩm truyền thông ảnh đang làm cho khách hàng và trong cái triết lý của doanh nghiệp của ảnh nữa thì cũng chia sẻ với em. Và nam giới thực ra là có rất là nhiều những cái ưu điểm, đặc biệt là cái sức tập trung của nam giới rất tốt, và để viết lách thì cần rất nhiều tập trung. Bản thân mình là một người hơi hướng ngoại chút xíu, và một phần nữa thì chắc là nữ giới có nhiều mối quan tâm và lúc nào cũng hơi nghĩ hơi liên kết quá nhiều thứ với nhau, mình nghĩ quá nhiều. Nhưng mà nam giới thì đặc trưng về tư duy của nam giới rất là tập trung, cho nên là các bạn viết có phần nhanh và viết sống khỏe hơn nữa. Viết khỏe hơn phụ nữ rất là nhiều. Chị nói bây giờ viết và đi làm báo phải cần phải đi nhiều đấy con. Dạ. Trai đi thuận lợi hơn con gái. Dạ. Sống sảo hơn và dám dấn thân hơn nữa. Dạ. Chứ phụ nữ nói thế đến cái lúc nào đó cũng phải dè dặt, vướng víu bẩn bỉu thứ con trai không có giới hạn. Dạ. Mà cho cái nên... này phải nói rõ là không phải là do định kiến giới đúng không thầy? Nha, cho nên bạn đừng nghĩ chuyện đó nha. Trời ơi, con trai mà đi học văn chương quá tuyệt vời. Dạ, chương trình cũng hay nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn khi mà có một ngành nào đó các bạn hay so sánh là nam học tốt hơn hay nữ học tốt hơn. Thì cái đó thì thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng các bạn đừng quá lo lắng về chuyện giới, thì các bạn chỉ cần chọn được cái ngành học thì các bạn theo đuổi đam mê thì chắc chắn các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để thành công. Nó nằm ở cái này nè, trái tim đây này. Và đây nè. Dạ. Chứ không là nằm cái giới không có liên quan. Dạ. Gì cả. Ở đây thì em thấy có một bạn tên Facebook là Mẫn Thanh Võ, bạn cũng quan tâm đến viện học văn ấy ạ. Bạn hỏi là dạ cho em chào thầy cô, em có một thắc mắc, em cũng khá yêu thích học văn nhưng mà thầy cô được giải thích giúp em là học văn ở đại học thì khác biệt so với học văn ở trung học phổ thông thì như thế nào? Ồ. Dạ. Tôi xin trả lời luôn. Đó là câu hỏi hay đấy. Vì các bạn trên nhìn thoáng qua thì các bạn cảm thấy giống nhau. Phổ thông cũng học Nguyễn Du chẳng hạn, lên đại học cũng học Nguyễn Du, nhưng hai cái cấp độ khác nhau nhiều lắm, khác nhau xa lắm nhé. Một bên là anh chỉ tìm hiểu là tác giả đã viết cái gì, hiện thực trong đó nói về điều gì, cảm xúc những đau khổ, chia sẻ thân phận thế nào vân vân. Nhưng còn đại học thì người ta phải học thì cái gì để dẫn đến sáng tạo ấy, cái gì để tạo nên hình tượng ấy, tức là đi vào tất cả những vấn đề mang tính quy luật.
mang tính quy luật. Đó chính là đặc điểm của cái tư duy đại học. Chứ học đại học khác phổ thông chỗ nào, chỉ xin kết một câu rất gọn là tư duy đại học khác với tư duy phổ thông. Cho nên khi học văn ở đại học và học văn phổ thông là hai cấp độ khác nhau hoàn toàn. Và các bạn đừng sợ trùng lập. Các bạn khi đã biết được phổ thông rồi thì khi lên đại học các bạn được học, các bạn càng thấy hay hơn nữa, thú vị hơn nữa. Thế thôi nhé. Dạ, tiếp lời thầy thì chắc là một người trực tiếp giảng dạy các bạn sinh viên thì chắc là cố gắng cũng chia sẻ thêm để các bạn hiểu hơn về bức tranh khi các bạn học đại học ạ. Cảm ơn bạn Gia Hân. Thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của tiến sĩ Hồ Quốc Hùng. Tức là ở tất cả các ngành học, khi bạn đã lên đến bậc đại học rồi thì chúng ta rèn luyện đây là cái tư duy của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận cái kiến thức đấy, đương nhiên là ở cái ở góc độ là bao quát và sâu hơn. Và điều quan trọng là nó rèn luyện cho chúng ta một cái tư duy. Đó, cái tư duy để chúng ta nhìn nhận vấn đề, chúng ta đánh giá vấn đề dựa trên những thông tin mà chúng ta được cung cấp. Đó. Thì cái người học đại học đó là họ phải biết nhìn nhận, họ phải biết đánh giá vấn đề. Đó, rồi bạn biết phân tích và đến một cái mức cao hơn nữa là bạn biết sáng tạo dựa trên những cái nền tảng kiến thức đấy. Thế thì đối với môn văn chẳng hạn thì ở cấp dưới cái chương trình phổ thông của chúng ta hiện nay đúng không, thì chúng ta đang học tiếp cận tác phẩm, chúng ta tìm hiểu về tác giả, chúng ta tiếp cận tác phẩm, chúng ta xem chủ đề cảm hứng chủ đạo là gì, rồi chúng ta xem là nội dung ra sao, hình thức thể hiện như thế nào. Và do là chúng ta ở cái cấp phổ thông đó thì cái chương trình được soạn để phù hợp với các em ở độ tuổi nhỏ hơn, nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta phải học bao quát về văn học đấy, chúng ta phải học văn học Việt Nam, chúng ta học về văn học thế giới. Và điều quan trọng đây là không đơn thuần dừng lại là kiến thức về lịch sử văn học nữa, mà là kiến thức chúng ta học về cái tính nhân văn. Đó, cái tính nhân văn, và chúng ta học về cái tư duy của văn chương. Chúng ta tư duy của văn chương, và như thầy Hùng nói đó là nó đã trở thành những cái nguyên lý của văn học rồi. Làm sao chúng ta phải rút ra được những vấn đề về nguyên lý, về quy luật của cái hiện tượng đó. Đó, thì chúng ta mới bắt đầu đến một cái cấp cao hơn là chúng ta phân tích rồi chúng ta sáng tạo. Thì hồi nãy cô có chia sẻ rồi, thì những cái môn về các cái vùng văn học Việt Nam, thế giới, về lý luận văn học thì cũng như các trường đại học khác đào tạo văn thì đương nhiên ở đây bạn cũng phải học những cái môn đấy. Thế ngoài ra thì bạn được học những cái môn ứng dụng văn học. Đó. Thế cái phương pháp là ở văn ở đại học thì học gì? Chúng ta học ứng dụng. Chúng ta biết về cái kiến thức đấy rồi, chúng ta biết về quy luật văn chương đấy rồi, chúng ta biết về mô típ đấy rồi, nhưng mà chúng ta học nó để làm gì? Đúng không? Chúng ta học nó để làm gì? Chúng ta phải sử dụng nó chứ. Thì ở đây sẽ có những cái môn đó là giúp cho chúng ta ứng dụng nó để chúng ta sáng tạo vào một trong những cái vị trí công việc, những cái vị trí công việc của chúng ta. Và cũng xin được nói thêm là hồi nãy bây giờ thì chúng ta có lẽ là cô rất hiểu cái quan tâm của các em và các quý vị phụ huynh là chúng ta nghĩ là khi ra trường 4 năm sau đó thì là bạn sẽ làm gì? Đó, bạn sẽ làm cái công việc gì? Bạn có trở thành một cái biên kịch không? Bạn có trở thành giáo viên được không? Bạn có trở thành phóng viên được không? À, thì tại cái thời điểm tốt nghiệp thì chương trình đào tạo hướng đến là em có thể làm được những vị trí công việc như vậy rất cụ thể. Nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi còn định hướng là những cái học phần đây nó còn hướng cho các em đến một cái mục tiêu dài hơn. Mục tiêu dài hơn 3 năm, 5 năm và 10 năm sau. Khi em mới ra trường em muốn làm một cái phóng viên, em lấy được những cái tin tức nhỏ như thế này là em đã cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi đúng không? Em có thể là được lương 8 triệu, 10 triệu là em vui lắm rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng 3 năm, 5 năm, 10 năm sau chúng ta hẳn là phải hướng đến một cái mục tiêu cao hơn. Như vậy thì những cái kiến thức ở đây đó, cái kiến thức ở chương trình đại học, các ngành đó, đại học nói chung và văn học nói riêng, thì họ sẽ định hướng là nhiều năm sau nữa em phải đạt được những cái cột mốc thành tích cao hơn trong nghề nghiệp của em. Đó. Thì đó là cái mục tiêu và cũng là cái sự khác biệt chương trình học ở đại học và chương trình học ở phổ thông. Dạ. Đặc biệt là Văn Lan. Dạ. Em mời cô Chi sẽ tiếp lời. Mình làm, tức là mình nói cụ thể hơn cái một cái ý rất là hay của cô Gấm. Thì cô Gấm có nói là cái phần về ứng dụng. Thực ra là với mình á, cái con người mình hơi thực dụng chút xíu, thì mình nhìn từ văn học ở cấp 3, các em học văn ở cấp 3 là để
học là để học thôi. Còn cái văn ở đại học các em học là để đi làm. Nó rất khác nhau. Và làm sao để cái chương trình học ở đại học có thể giúp em đi làm 2 năm sau khi em tốt nghiệp, như cô Gắm nói, và 5 năm sau khi em tốt nghiệp, thì nó có hai cái then chốt để rèn luyện các bạn ở môi trường đại học. Nếu môi trường đại học không rèn luyện được thì coi như là nó sẽ rất là khó khăn đấy. Một là tư duy, hai là phương pháp. Em cũng là Nguyễn Du như là thầy nói, nhưng ở cấp 3 thì em học theo kiểu là em học tri thức, truyện Kiều sáng tác như thế nào, có bao nhiêu câu, bao nhiêu đoạn, nhưng cũng là truyện Kiều, cũng là Nguyễn Du. Ở bậc đại học thì em phải tiếp cận nó ở cái khía cạnh là cái tư duy em nhìn nó, nhìn nhận nó như thế nào. Thông qua truyện Kiều thì em có thể phân tích được dựa trên thủ pháp, dựa trên các mô típ vân vân, và cũng bằng cái phương pháp đó, bằng cái tư duy đó, em có thể phân tích rất nhiều tác phẩm khác. Em học xong cấp 3 em chỉ biết mỗi truyện Kiều thôi, nhưng mà bằng lên đại học, khi giao cho em bất kỳ một tác phẩm nào khác hoặc một cái văn bản nào, em đều có thể đọc cái văn bản đó một cách rất là sáng rõ. Và với mình thì rất là khác nhau, học để lấy tri thức ở cấp 3 và học để đi làm ở đại học. Và hai tư duy em phải rèn luyện, một là tư duy về hình tượng văn chương, về các quy luật trong và các nguyên tắc sáng tạo, và cái nữa là phương pháp để em làm việc, làm sao để em có thể sử dụng cái khối lượng tri thức về phương pháp đó, nó theo em 5 năm, 10 năm, năm 30 tuổi, năm 35 tuổi em vẫn làm việc được. Nếu không thì cũng hơi vất vả đấy. Đó, dạ. Thì mình xin nói rõ thêm như vậy. Dạ, em cảm ơn các thầy cô rất là nhiều, rất là chi tiết và cụ thể để các bạn hình dung. Ở đây em có thấy bạn Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh, bạn đặt câu hỏi là dạ em chào thầy cô trường đại học Văn Lang. Em có nghe một số anh chị nói là học văn học ngoài thích là phải có năng khiếu thì sẽ dễ dàng hơn. Thầy cô tư vấn giúp em là điều này có đúng hay không? Và làm thế nào để em biết mình cũng có năng khiếu về viết lách? Dạ, em mời thầy. Một cái câu hỏi rất hay và là một thách đố cho chính các bạn ấy. Thực ra đi học văn đúng nghĩa của nó phải có năng khiếu. Yeah. Đặc thù của nó là như vậy. Và có khiếu, ta phải có cái năng lực cảm thu và có cái năng lực diễn đạt. Nhưng bây giờ Phóng là tức là bảo bây giờ không có năng khiếu, đã chắc gì? Yeah. Biết đâu có thể bạn có mà bạn không biết. Nó bị tiềm ẩn. Đó là một thực tế nó tiềm ẩn. Cho nên hãy cứ thử xem. Nếu mà đến đây các thầy Phóng là có thể sẽ gợi cho các bạn khơi gợi cái tiềm lực ấy. Thì các bạn sẽ thấy. Mà tôi nghĩ rằng là thế này, nói là văn nó khỏi cũng có nghĩa là nó kén, không phải. Ai đó cũng có cái năng lực cảm thụ cuộc sống, ai cũng có năng lực đó cả, và cũng có một chút ít gì đó cũng phải hiểu biết về cái văn chương. Nhưng chỉ có một điều thế này, có thể người ta chưa khơi ở bạn một cái tiềm lực mà các bạn ẩn giấu chưa biết. Và sự thực kén là chúng tôi trải qua cái trong nghề chúng tôi biết mà, có những bạn đó khi tưởng có gì đến cái đung đung tự nhiên trở thành đâu, vống lên trở thành ra một cái nhân vật rất nổi tiếng mà không biết từ đâu ra. Cái nó chẳng phải thánh thần gì đưa đến đâu, mà chắc là người ta chưa chạm đến chỗ đó. Nhưng riêng cái câu hỏi này các bạn ngờ vực, thì tôi ngờ rằng chính cho các bạn đang ẩn tàng một cái tiềm lực nào đấy mà các bạn đang còn tự nghi vấn ở chính mình và muốn hỏi. Thì tôi tin rằng là các bạn hãy tự tin đi, cứ đến với văn chương. Còn làm sao để cho nó bật hết cái đó ra là cả một quá trình, chứ không thể ngay 4 năm không thể nào biến các bạn trở thành cái người vừa vừa trở thành giỏi được đâu. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ khơi gợi cho bạn cái tiềm lực đó, và trên cơ sở đó chúng tôi hướng cho các bạn có thể làm sao để rèn giũa cho nó bén hơn cái tiềm lực, có thể bắt đầu mới nhú lên một tí rồi bắt đầu nâng từng tí một, và bản thân người học phải cố gắng, thì tự nhiên dần dần biết đâu mình sẽ trở thành một cái, đó là cái nhân vật có thể vĩ đại không chừng. Dạ. Ok. Dạ em cảm ơn thầy rất là nhiều. Hy vọng là Hoàng Anh nghe chia sẻ của thầy Hùng. Nếu mà em còn theo dõi chương trình thì mình cứ tự tin lên em nha. Ở đây em thấy có một câu hỏi của bạn tên Facebook là Bobby. Bạn hỏi là em muốn học ngành truyền thông đa phương tiện, thầy cô cho em hỏi là học ngành này và ngành văn học ứng dụng thì có liên quan tới nhau hay không? Dạ chắc là bạn đang phân vân giữa hai ngành này, thì chắc là em nhờ cô sẽ tư vấn thêm. Nên văn cũng làm cái đó. Khi mà bạn tức là bạn lăn tăn giữa hai ngành
Thật ra hai ngành này có cái nền tảng nó cũng tương đối khác nhau về cái ngôn ngữ thể hiện á. Khi mà bạn học truyền thông đa phương tiện á, thì bạn thấy cái góc của nó là cái góc phương tiện. Truyền thông thì có thiết bị và có nội dung. Khi mà mình nhắc tới đa phương tiện multimedia thì đâu đó là bạn hiểu rằng là bạn sẽ học về về technique, về cái cách những cái phương tiện truyền thông là phần nhiều. Ví dụ như là để làm phát thanh thì cần phòng thu, cần phải có bộ phát, cần phải có bộ thu. Truyền hình thì cần tới cái gì, những cái gọi là những cái kỹ thuật, những cái yếu tố thuộc về kỹ thuật. Người làm kỹ thuật thì vẫn phải biết về nội dung. Nếu như anh đi quay phim cho báo chí, cái ngôn ngữ của để quay cho báo chí nó phải rất khác với quay trong điện ảnh. Báo chí cần sự thật, báo chí cần cái chân thật. Điện ảnh thì hướng tới cái duy mỹ nhiều hơn. Đó, thì và bạn có thể dàn dựng, báo chí không có dàn dựng được. Thì đâu đó bạn vẫn phải học cái cách làm nội dung khi bạn theo học truyền thông đa phương tiện. Nhưng mà nói là học cái cách làm nội dung đó để gọi là bổ trợ thôi. Không chuyên sâu và học để biết thì cũng giống như là lúc nãy ở cái học phần thiên về biên kịch đó, thì có giới thiệu cho các em về quay và dựng phim, thì nó là cái sự bổ sung cho nhau, nhưng bên nào sẽ là cái khối lượng kiến thức nó dày dặn hơn. Và lúc này thì em phải tự hỏi bản thân em nè, là em chọn ngành thì mình hướng tới cái con người, cái công việc tương lai của em sau này là gì. Em muốn làm trong một cái ekip chuyên về sản xuất nội dung, hay em là một cái người biên tập trong đó. Thì nó là cái phần cái công cụ làm việc của em lúc này rất là khác nhau. Làm biên tập thì em làm việc với một cái laptop là chắc là đủ rồi. Còn nếu mà em làm trong một cái team sản xuất thì khối lượng máy móc, thiết bị này kia em tiếp xúc nó phải nhiều hơn, rất là nhiều. Thì với mình thì nó có khác nhau như vậy. Và cái chính là lúc này một lần nữa thì em nên hỏi chính em là em yêu thích cái công việc nào hơn, và đưa ra cái quyết định chọn ngành cho nó chính xác. Bởi vì công việc là cuộc đời, nó sẽ theo em sau này. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của các thầy cô. Nãy giờ thì chúng ta trò chuyện với nhau rất là nhiều, và các bạn cũng phần nào hiểu được thông qua các chia sẻ của thầy cô thì lĩnh vực công việc rất là đa dạng và rộng mở cho các bạn theo học nhóm ngành văn học ứng dụng. Cho nên là như thầy Hùng có nói thì bạn phải thử đi, bạn trải nghiệm đi thì bạn mới biết được là bạn sẽ phù hợp với cái nào. Và các bạn đừng quên là sẽ luôn có thầy cô đồng hành với các bạn. Vậy không biết là nãy giờ qua ống kính của trường quay của studio tại Đại học Văn Lang thì các bạn có cảm nhận được hết không? Chứ như Hân đang có mặt tại trường quay thì khi các thầy cô chia sẻ đó các bạn, thì thầy cô dành hầu như là trong ánh mắt của thầy cô rất là lấp lánh, có nghĩa là các thầy cô rất là tâm huyết và đang rất là sẵn sàng chờ đón các bạn khóa 28 tương lai ngành văn học ứng dụng. Cho nên là bạn nào mà mình yêu thích thì các bạn cứ mạnh dạn đăng ký các bạn nha. Và bây giờ thì nhưng mà dạ, Hân lại cho tôi nói thêm một câu này nữa với các bạn. Các bạn chưa biết rằng là cái hiện nay cái ngành và quan hệ công chúng ở Văn Lang á mà hot ghê ư? Nhưng các bạn không biết rằng là để gây dựng lên ngành này là các thầy dạy văn, các thầy học văn ra. Và chính vì cái ngành ứng dụng này là trên cơ sở nền của những cái người sáng lập này này, chúng tôi muốn nghĩ mới bàn cái chuyện, tức là để cho cái ngành này phát triển tốt cái bền vững là phải học văn, lấy văn làm nền. Cho nên mới có thêm là văn học ứng dụng, nhưng mà vẫn làm gì? Quan hệ công chúng và truyền thông. Đó là thông tin thứ nhất này. Điều thứ hai, các bạn vào học đấy cảm thấy không thích nhảy sang bên khoa kia thì có mấy hồi đâu, trong trường Văn Lang này không thành vấn đề nhé. Không có vấn đề gì. Và trước khi chia tay với các bạn khán giả trong buổi tối ngày hôm nay thì em rất là mong các thầy cô, em tạm gọi là các thầy cô tiền bối của các bạn, thì có thể chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trong thời gian tới ạ. Hay, các bạn đang bước vào một cuộc thử thách vượt vũ môn đấy. Nhưng mà vượt vũ môn qua cái phổ thông thì mới là bước đệm thôi. Vì trên thực tế hiện nay cái phổ thông gần như thì cũng phổ cập và tương dễ qua. Nhưng mà để vượt lên phóng là để học ở cái ngành này vào trường Văn Lang, thực sự là vượt vũ môn là vượt qua chính mình.
là vượt qua chính mình. Và cái cuộc thi này nó kéo dài suốt cả một cuộc đời. Không cứ nghĩ rằng cứ vào đại học thế là xong, là yên vị được đâu nhé. Cho nên thế này, tôi có một lời khuyên thế này. Các bạn hãy đến với văn chương đi. Văn chương không từ chối các bạn. Và cũng sống cũng có tình lắm đấy, không đến nỗi. Và tôi hy vọng rằng là những bạn nào đã có một giấc mơ, có thể đứng mới nhanh nhúng, thì vào cái lĩnh vực này thì các bạn sẽ được chắp thêm một đôi cánh. Tôi vẫn tin rằng các bạn vào đây, các bạn sẽ hiểu thêm như thế nào là đi theo con đường học văn. Chứ không đến nỗi như các bạn vừa bảo con trai hay con gái, đừng có lo chuyện ấy nhé. Yeah. Và có thể từ đây tôi vẫn hy vọng rằng là các bạn sẽ có những bước đi vững chắc, tự tin hơn và trở thành một cái công dân có ích cho xã hội. Mà tôi cũng xin nói thêm, chương trình này của chúng tôi luôn luôn hướng đến tầm mở. Hiện nay chúng tôi phải mở ra tầm quốc tế. Hiện nay là đương phải mở theo định hướng như vậy. Cho nên học văn ở đây là cố làm sao để các bạn vươn lên tầm nhìn ra bên ngoài thế giới. Họ sống, họ nghĩ gì, văn học nó như thế nào. Chứ không phải là thôi mình cứ quẩn quanh như gà quẽn, quẩn cuối say, cố làm cái nghề cho xong này đột nhập, không phải đâu. Chúng tôi muốn nâng tầm của các bạn lên đến cái tầm vóc của gì, công dân quốc tế cơ. Cho nên nếu các bạn mà có dịp các bạn so sánh chương trình của đây với chương trình của những trường khác thì các bạn sẽ thấy rằng là kỳ vọng và hướng đào tạo của chúng tôi ở đây cũng là một cái hướng đi để cho các bạn nào thỏa mãn được khát vọng và ước mơ muốn trở thành người khổng lồ. Dạ, em cảm ơn thầy. Rất mong các bạn đến với chúng tôi. Dạ, thì với cô gắm thì em không biết là cô có những lời gửi gắm gì với các bạn sinh viên Khóa 28 tương lai ạ? Chương trình của chúng ta chắc là cũng dài rồi. Cô nghĩ là chúng ta còn một số những cái băn khoăn. Thì cô hy vọng là những băn khoăn thì các anh chị ở phòng truyền thông tuyển sinh sẽ giúp ghi nhận, và thầy cô sẵn sàng trả lời các cái câu hỏi của các em từ phòng truyền thông và qua các cái kênh email của nhà trường ha. Thì thầy cô sẵn sàng trả lời giúp các em. Cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, cô nghĩ là các em đều đang rất là lo lắng, rất là căng thẳng, và cô chúc cho tất cả các em đều vượt qua kỳ thi quan trọng này. Các em sẽ vượt qua nó một cách thật là nhẹ nhàng. Và sắp tới là chúng ta sẽ bước vào cổng trường đại học, thì cô mong rằng các em sẽ lựa chọn được ngành học mà các em yêu mến. Và tất nhiên cô mong rằng trong cái ước mơ của các em, thầy cô ở đây sẽ là những người chắp cánh cho ước mơ của các em trong tương lai. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, em không biết cảm nhận của cô thì sao, cô muốn chia sẻ với các bạn ạ? Thực ra là mình chỉ muốn nói với các bạn là khi nói tới văn chương, mọi người thường nói là cần phải có năng khiếu. Và đúng thật là cái tài năng, những cái nhà văn xuất chúng nhất thì đều là những cái tài năng, họ có cái tài năng thiên bẩm đó. Nhưng đồng thời mình cũng muốn nói với các bạn một điều nữa là chúng ta có thể rèn luyện. Công việc sáng tạo là công việc có thể rèn luyện được. Và chỉ có một cách để biết được là mình có phù hợp với công việc này hay không, đó là các em hãy cầm bút lên và viết. Tự tin. Cầm bút lên và viết, các bạn cứ viết đi, rồi các bạn mới biết được là mình có thực sự thuộc về cái thế giới của văn chương và viết lách không. Có thể công việc của người viết lách cũng khá là cô đơn đấy, nhưng phía sau cái cô đơn đó bạn sẽ thấy những cái giá trị bạn mang lại cho con người. Và đặc biệt là bạn xây được cái nội tại của mình, nó càng ngày nó càng tiến về phía trước, tâm hồn bạn sẽ rộng mở hơn và bạn đến được với nhiều con người hơn. Chúc các em may mắn trong kỳ thi phổ thông trung học sắp tới, và mong là gặp lại các bạn tại Văn Lang. Dạ, em cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Và ngày hôm nay trong giới hạn của chương trình thì rất nhiều câu hỏi của các bạn chưa có thể được truyền tải trực tiếp đến các thầy cô. Nhưng các bạn hãy yên tâm là đội ngũ các anh chị cộng tác viên sẽ, cũng như là đội ngũ các anh chị admin của fanpage sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc của mình. Cho nên các bạn yên tâm nha. Còn bạn nào có thêm câu hỏi thì có thể lên website trường và liên hệ để có thông tin liên hệ của khoa xã hội và nhân văn, đặc biệt là các thầy cô của ngành văn học ứng dụng, để các bạn có thể
đặt câu hỏi. Và một lưu ý cho các bạn thí sinh nữa là hiện nay từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 10 tháng 7 thì trường Đại học Văn Lang đang bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi trung học bằng điểm học bạ trung học phổ thông và bằng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là bạn nào yêu mến Văn Lang và đặc biệt là yêu mến ngành văn học ứng dụng thì các bạn nhanh tay đăng ký nha. Và một cột mốc nữa cũng quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là ngày 22 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 8 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng đăng ký. Thì các bạn, nếu các bạn yêu mến Văn Lang thì nhớ ghi Văn Lang vào nguyện vọng đầu tiên của mình các bạn nha. Và câu chuyện ngành nghề sẽ được tiếp tục lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên fanpage Trường Đại học Văn Lang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo của chương trình Văn Lang Q&A. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn phàn. Sáng dâng đầy niềm tin, chúng ta sẵn sàng.